Rồi, xin chào quý vị và bạn trở lại với trên Hồng Sơ nhé. Hôm nay thì bọn em quay cái Wisetrack B2O 2 cầu màu trắng này. Hiện nay thì Wisetrack này chỉ còn một bản thôi, 965 triệu, và với cái màu vàng hay màu đỏ cam mới nữa là 972 triệu nhé. Hiện nay thì xe giao cũng đã bắt đầu sẵn và về nhiều rồi. Thật ra thì với con Wisetrack ấy, các bác lưu ý giúp em là so với phiên bản Everest thì nó sẽ giống vào khoảng 80% từ khung gầm động cơ. Hôm nay mình quay nhanh thôi. Bản hai cầu màu trắng. Ok, đèn thì vẫn là đèn Perfor LED full magic. Đèn này thì không phải nói, quá là ok. Toàn bộ điều khiển đèn thì chúng ta sẽ được tinh chỉnh ở đây. Em quay nội thất trước nhé, đang có khách xem xe ở ngoài. Các bác nhìn giúp em, nội thất thì nó sẽ giống trên bản hai cầu Biturbo, màn hình 12 inch. Xe trong showroom nhưng bên em cũng không nộp và test được trực tiếp. Rồi, ghế thì sẽ là ghế da chỉ cam. Đây, chúng ta có chỉ cam ngoài trách này. Tất nhiên nó sẽ điều chỉnh điện rồi, vô lăng, ghế, toàn bộ vẫn điều chỉnh điện. Cái màn hình này thì nó sẽ giống ở trên phiên bản Ever, các bác xem nhiều rồi, sạc không dây. Này, vẫn có điều chỉnh hai cầu nhanh, hai cầu chậm. Các chế độ lái, cân bằng điện tử, tắt cảm biến. Hiện nay thì bản này chúng ta vẫn dùng cần số giống như trên bản Titan một cầu. Đây, vẫn còn lấy bấm đây nhá. Phanh tay điện tử. Ở trên bản này thì các bác hỏi là không có auto hold, thì auto hold nó điều chỉnh ở trên màn hình, điều chỉnh ở trong hệ thống giúp em, nó lại không để nút bấm riêng như các xe khác. Ở phiên bản này thì chúng ta vẫn được trang bị đầy đủ tiếng an toàn như là phanh khoảng cách này, giữ làn này, điều chỉnh đây giãn tốc độ lim, các thứ vẫn có. Về cơ bản là nó giống trên form đời cũ. Tuy nhiên thì bản năm nay chúng ta có một thiết kế mới, có một vài tính năng option an toàn xịn hơn. Đây, lễ mở cửa này, điều chỉnh gương này, gương điều chỉnh điện. Bản Wisetrack thì năm nay nó hơi khác một chút là thanh thể thao và nắp thùng các thứ thì là anten thì anten là anten dâu, thì anten cá mập nó sẽ thể thao và khỏe khoắn hơn. Chúng ta có cái thanh thể thao nó sẽ cũng khác so với những các phiên bản trước nhé. Ngoài trách thì chúng ta vẫn có lót thùng cao su đầy đủ và bậc ghế điện. Năm nay thì có thêm đây bậc để chân này, leo nắp thùng này, la răng hay là bậc lên xuống phiên bản này, hay là mang cá đây, Biturbo các bác cũng được giới thiệu nhiều rồi. Chủ yếu là hiện nay giá cả lăn bánh thì mẫu xe này vẫn lăn bánh vào khoảng hơn 1 tỷ nhé. Có giao xe, lịch xe giao sớm vào từng tháng như là tháng 10, tháng 11, combo kèm theo. Các bác vui lòng hẹn trực tiếp qua online đăng kèm cho mình giúp em nhé, để bên em báo giá và tư vấn cách dễ hàng hơn. Rồi, ưu đãi đặc biệt cho các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.